Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Được rồi nha em. Đã có được một khẩu súng M14 nha em. Đây sẽ là UMP đã này. Lên bảng điểm số nhá. Một mạng đầu tiên đến từ vị trí của Scout này. Qua phía này con nào. Chạy nhanh vào luôn anh em ạ. Kẹo đang cầm trên tay khẩu súng M14 nhá các bạn ơi. M60 nữa này. Và đây mình đã vừa trang bị được một cái ống ngắm 2x anh em ơi. Báng súng thì hiện tại mình lại không trang bị được vào một cái khẩu súng nào cả, cơ hơi chán này. Qua phía đây con nào anh em ơi. Người đâu chẳng thấy thêm một ai nữa nhỉ anh em. Có lẽ là trong cái bài đấu này thì cái số lượng người ấy mà các bạn ấy nhảy thua lũ là không có cơ. Có mỗi một đứa mà kẹo vừa kêu được chặn xong. Còn lại là kẹo tìm không ra ai cả này. Hơi bị buồn đấy các bạn ơi. À đây. Nữa hả? Xuống em ơi. Đúng rồi. Xuống em ơi. Lên bảng điểm số luôn nha em. Mạng thứ hai dành cho sĩ kẹo này. Anh em thấy là có ý gì không ạ? Đây mọi người, tiếp tục let's go thôi và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào. Phun mạng luôn mất tiêu rồi. Đây có ngay Ska nha anh em. Có Ska thì quá là ổn rồi. Băng súng 2 này. Băng đạn anh em ơi ngon. Đó. Và kẹo còn có cả một cái giáp level 3 nữa anh em, thấy ổn chưa? Quá là ổn rồi nha mọi người. Đây có bên này. Bên này có ai không nhỉ? Kẹo chưa thấy ai cả này. Lắp cái tay súng 2 lên phía trên nhá. Wow. Coi phía này coi. Đây rồi. Có xe và chúng ta sẽ chuẩn bị là lên cổng chờ để tiếp tục săn mạng nha anh em. Từ nhau mọi người. Đây. Kẹo lái xe hơi gà xíu, sorry mọi người. Chạy qua phía này coi. Đó. Let's go nào anh em. Mình sẽ lên phía trên này coi. Và hiện tại thì không có ai cả này. Có nhận đệ không ai không em ơi. À đây. Một đứa vừa đu cấp trăm lên em ơi. Quay đu lại cả. Đu lại cả em ơi. Đu lại cả em ơi. Nhảy xuống đi em, nhanh còn kịp này. Thanh niên đáng thương vãi trưởng. Đu dây qua nhìn thấy kẹo đành đu lại. Và cái kết. Cái kết là xanh mộ màu yên mà đẹp nha em. Đây rồi các bạn ơi. Tiếp tục rút săn nào mọi người. Bom keo các kiểu khá là ngon này. Những cái trang bị thừa thì kẹo sẽ vứt luôn nha anh em để cho nó rộng ba lô ấy. Đây rồi let's go, tiếp tục săn mạng thôi anh em. Đó và kẹo sẽ lên cổng chờ luôn nha anh em. Người đâu cả rồi để coi nào. Quan trọng là mình sẽ tránh xa cái vùng DNG ra cái đã. Vùng này là vùng nguy hiểm các bạn ơi, nên là phải tránh xa nha. Chỗ này có người hả? Đậu xe đâu rồi? Bên dưới à? Qua đây em ơi. Có rồi, qua đây em ơi. Nào qua đây. Qua đây bạn ơi. Tính sấy xích kẹo hả bạn ơi? Ok anh em. Kẹo đã có cho mình được mạng thứ 7 rồi nhá. Sấy người nó khá là dễ dàng mà thôi. Số 5 mọi người. Đây thêm đạn tiểu liên nữa này. Và let's go, xe mình đang ở ngay phía dưới mà. Đó, lấy xe và chạy thôi mọi người. Đây, tiếp tục quẩy nào các bạn ơi. Kẹo sẽ lái xe xuống cái này coi. Lái xe hơi ngáo nên là mất cái lượng giáp của xe anh em ơi. Đây. Lái xe lăn tròn như này ok chưa? Xe không mất thêm một tí giáp nào luôn các bạn ơi. Let's go. À đây rồi. Chỗ này có người nha anh em. Đây kẹo qua ngay. Phía căn nhà Doraemon thì phải này.
Em ơi chạy đi em ơi. Chạy đi em ơi, lên bảng điểm số nha em. Chú tưởng là chạy thoát khỏi tay anh mà dễ à? Quay, khá là nhiều trang bị ngon này anh em. Quan trọng là con nào anh em. Quay có cả scope 1x các kiểu này. Đây, trang bị ổ ngắm 1x vào đây nha. Lấy con nào mọi người. Cùng kẹo săn mạng đây nhà anh em. Kẹo có 5 kill rồi. Qua bên này và lại tiếp tục săn mạng thân nào nhỉ anh em. Ok ok. Lượn lờ qua mấy chỗ này con nào. Chắc là mình sẽ nên ăn tạm cái cơ đấm 3 củ này nhá. Đấy. Ăn tạm đấm 3 củ rồi nhá. Ok chào mọi người này. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Let's go. Qua bên này con nào mọi người ơi. Kẹo chưa thấy thêm một ai nữa cả này. Ok. Và còn lại 21 người chết nữa nha. Lên phía trên con nào anh em. Không thấy ai cả mọi người ơi. À đây. Có người có xem rồi nhá. Đây đây. Đây rồi nha em ơi. Đây rồi nha em ơi. Lên bảng điểm số nha em ơi. Nữa hả? Đậu xanh này. Đậu xanh này. Ui. Gì nữa hả? Một đứa ngay phía trong anh em ơi. Đây kẹo vào ngay luôn này. Hey. Trong này có người nữa hả? Đâu rồi em ơi? Đâu rồi em ơi? Đây hả? Đây hả em ơi? Ui đây hả? Đây hả em ơi? Lên bảng điểm số nha em. Tưởng là chơi anh mà dễ hả? Ok các bạn ơi. Ngồi tạm đây và kẹo sẽ cuốn cho full máu đó nha anh em. Vứt bớt đạn tiểu liên đi này. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ. Xuống nha các bạn ơi. Tất nhiên là lấy xe và chúng ta sẽ lại đi săn mạng thôi nào. Ok, có được mạng thứ 7 rồi nhá. Mình sẽ chạy theo hướng UAV này coi. À đâu. Nó là một cái hòm thính cơ, kẹo hơi nhầm xíu, sorry mọi người. Các bạn này coi. Qua để lượm thính thôi chứ sao nữa hả các bạn. Đây đây. Thính ngay đây nha. Uầy. Nó là một chiếc xe motor chắc, không phải là thính nên là kẹo sẽ không lượm xe motor chắc nha các bạn ơi. Xe này chạy đang ngon mà. Đổi qua motor chắc làm cái gì hả? Let's go mọi người ơi. À đây. Phía trước lại có người đấy nha anh em. Căn nhà này à? Ok friend ơi. Nào. Ok địch ơi. Ui spot à. Ui spot à em ơi. Nữa hả? Nữa hả em ơi? Mày định chạy với anh à? Vào tạm nhà cái đã nhá. Quan trọng là anh em sẽ phải cuốn full máu cái đã nhá. Không tí địch nó qua anh em lại sinh mộ rồi. Chạy nha anh em ơi. Đứng tạm bên nào anh em. Qua đây em ơi. Đúng rồi em ơi. Có giọt vào đây em ơi. Có giọt vào đây em ơi. Nào qua đây. Qua đây đi bạn. Qua đây mình xấy bạn sinh mộ nhá. Bên này à? Bên này à? Đậu xanh này. Xanh mộ cho em. Tính móc anh hả em ơi. Ok các bạn. Vứt bớt đạn này đi. Lượm thêm bom keo này. Nó lại ổn quá nhỉ các bạn ơi. Đấy vứt bớt đạn súng trường này. Đạn súng tiểu liên đi này. Có lẽ là mình sẽ cần thêm túi máu anh em ơi. Thêm túi máu nhá các bạn ơi. 6 túi máu là ổn rồi. Goza này. Nó lại tuyệt vời quá nhỉ các bạn. Khá là ngon lành. Toàn là những trang bị súng chất thôi anh em. Let's go. Quay đây. Thêm người nữa này anh em ơi. Chạy qua lần nào các bạn ơi. Sao phải ngại. Sao phải ngại nhỉ anh em. Sao phải ngại nhỉ anh em. Quay. Lên bảng đếm số luôn nha em. Mạng thứ 10 dành cho xí kẹo. Quá là easy. Monster chắc bao tiền ngoài đời thì anh. Cái này em chị. À cái này anh chị ơi. Câu hỏi này thì thật sự là anh chịu cứng rồi. Anh chả biết trả lời như nào nữa em ơi. Làm gì mà anh biết được cái giá trị của con xe Monster chắc hả em. Ok anh em. Xe này cùi lắm. Thế mình chạy tạm xe này nhé. Đây còn lại có 7 mạng nữa mà thôi. Cố gắng rồi là kẹo sẽ kiếm top 1 luôn nha anh em. Đây còn phía này.
Wow, đây rồi, các bạn ơi, đây rồi. Có người này anh em ơi. Có người này anh em ơi. Đậu xe này em ơi. Chạy hả em? Mày chạy hả em ơi? Mạng thứ 11 dành cho xí kẹo này. À, mình sẽ qua phía này. Đổi qua cái con xe này anh em ơi. Xe này hơi nát hả? Thế có lẽ là kẹo sẽ quay lại con xe cũ của mình. Xe cũ của mình đang vứt phía trên này. Ok. Lấy xe này chạy cho ngon nha anh em. Let's go. 6 người chơi nữa mà thôi anh em ơi. Lợn lờ ra phía ngoài cơ nào. Đây. Chạy thẳng lên trên này coi. Xem là còn ai ở phía trên không anh em ơi. Nữa hả? Uầy. Pha này hơi căng nha các bạn ơi. Tuyệt vời. Mạng thứ 13 dành cho xích kẹo này. Lên xe thôi nào mọi người ơi. Còn có 4 mạng em thôi. Cố gắng kiếm top 1 luôn nhé anh em. Thế rồi qua phía này coi. Chưa thấy ai cả này. 4 mạng nữa nha mọi người. Ok. Kẹo sẽ cố kiếm top 1 này. Bo này còn to lắm mọi người ơi. Từ lợn lờ thì anh em mới thấy được mạng nha. Nữa hả? Đây à? Đây à? Chạy đi em ơi. Không đai mới lạ này. Ok, còn hai mạng cuối trang bị đồng 3 thôi mọi người. Ô ra cộng với đồng 3 sẽ là một combo súng gọi là bắn cực gắt nha anh em. Sấy phải gọi là thôi rồi. Phía trên này thì kẹo chưa thấy ai cả nhá. Ok mọi người. Chạy xuống phía dưới coi. Hai mạng nữa là kết thúc trận đấu rồi. Cố gắng kiếm top 1 lần nào anh em ơi. Ok, trận này kẹo sẽ cố kiếm top 1 nhà em. Chỗ này có xe ngon hơn à? Wow, xe mới toanh luôn ngon. Nó lại ngon nghẻ quá nhỉ anh em. Qua phía này con nào. Đây, kẹo đang ở trong UV nhá. Ồ, không có ai à? Hiện tại thì mình đang thấy là có 26 mắt xem nhá. Và còn lại có 2 mạng nữa mà thôi. Có ai này con nào? Hình như là sau tảng đá có người à? À đây. Đây rồi mày. Ui, mình bị tông anh em ơi. Thật thì ghê rồi. Các bạn ơi, từ từ của mắng đã nhá. Tưởng không sao nhưng mà lại bị tông à? Động sang nhé em ơi. Nó chạy cả, đứng lại. Đừng có chạy nha bạn ơi. Nó chạy qua làm gì vậy các bạn ơi? Chạy qua này để lượng thính hả? Lượng thính hay là trốn vậy? Chạy qua phía sau tảng đá để trốn hả em? Pha này hơi căng các bạn ơi. Có lẽ là kẹo sẽ chạy đường trên nhá. Đang phía trên này. Ok mọi người. Đậu xanh này em ơi. Tuổi gì chơi anh? Ok các bạn. Kẹo có được mạng thứ 15 rồi. Let's go được các bạn ơi. Bây giờ phải nói là qua sông mới là giai đoạn khó khăn anh em ơi. Nó mà sấy cho thì kẹo chỉ có nước là xanh mộ thôi nha anh em. Một mạng cuối này mà thôi. À, dắt chỗ nổ mới này. Ngon. Let's go được anh em ơi. Uầy, chạy nhanh vào ngay nhá. Bây giờ thằng cuối nó sấy cho mình thì mình xanh một luôn nha anh em. Ok. Khá là căng thẳng mọi người ạ. Chạy nhanh lên phía trên nào. Nó lại căng thẳng quá như các bạn ơi. Trên này thì kẹo chưa có thấy thêm một ai nữa cả này. Ok. Có lẽ là mình nên chạy vào bo trước nha các bạn ơi. Thằng cuối mình nghi là ở ngay trên phía căn nhà hai tầng này. Ok anh em. Để coi. Chắc là vậy các bạn ơi. Vì là kẹo lượn lờ xung quanh đâu có thấy ai đâu. Khu này cũng chẳng thấy ai cả này. Chắc là nó trong nhà rồi nha em ơi. Chỗ này thì sao nhỉ? Không có luôn cả. Phía trên thì mình nhìn qua cũng thấy là im lặng lắm anh em ơi. Chẳng biết là có người hay không nữa. Thôi kệ.
Lượn lờ qua đây con nào. Không có ai các bạn ơi. Mau càng ngày càng nhỏ lại rồi. Đây mình sẽ vào trong nhà lớn nữa nha. Có liệu này anh em. Câu liệu choáng các kiểu lên này. Liệu đạn đây này. À, 133 máu này. Phía trên có người anh em ơi. Phía trên có người nha anh em. Nó vẫn đang phía trên thì phải anh em ạ. Đậu sang nhà em ơi. Mày định chạy với anh à? Yes. Tuyệt vời. Ăn mừng nào anh em. Quẩy thật nào các bạn ơi. Sời. Úi giời ơi. Ngon nghẻ quá nhỉ các bạn ơi. Top 1 rồi. Tuyệt vời nha mọi người. Top 1 với 16 kill này. Tuổi gì chơi sĩ kẹo hả em? Ok anh em. Vậy là lại thêm một trận top 1 nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.